Cho con đảng biển ăn mồi đây cả nhà ơi. Rồi bây giờ dỡ cái thùng ra cho con nhái này vô. Nhái này bẻ đuôi nó nhảy lung tung hết. Ê cái thằng quỷ nè, thôi thả vô nè. Ăn đi mày, ăn đi mày, lôi đi ra hoài gì. Thôi cho mày ra đâu, mày ra nè nè, ăn đi. Thôi nó không ăn rồi, để đóng 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 cái chuồng rồi, nó không ăn nữa rồi, thoát thân không. Khó khó quá, mới bắt con quà để hồi chừng nào cái ép cái là mình quay tiếp. Thú cưng nè, mẹ con nhái này sao mẹ không ăn đi, thằng quỷ đó kẹo thơm muốn chết luôn. Nè thấy nó chưa, đúp nó một cái đi, chạy hoài ai cho mày ra đâu mà ra, chỉ có ở nó đây, đóng nắp lại nào.